Trong video hôm nay, mình sẽ quay đường phố Biarritz ở Pháp. Mời mọi người cùng nghe nhạc, ngắm cảnh và thư giãn ạ.
Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn thích video của mình. Nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.